Minh Đầu Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Và sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 3 tháng chạm năm Tân Sửu Ngày này là ngày mộ ngọ tháng Tân Sửu năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim Quỹ giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ hạ từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên Hình, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tứ. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, ngày mậu ngọ, tức chi sinh can, nghĩa là hỏa sinh thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên thượng hỏa kỵ tuổi nhâm tý giáp tý ngày thuộc hành hỏa khác với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục xung với tý hình ngọ hình dậu hại xỉu phá mão và tuyệt hời vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi bính tý, giáp tý, tuổi xung trong tháng tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao minh tinh tốt mọi việc, sao thánh tâm tốt đối với an táng, sao giải thần, đại cát tốt đối với tế tử, tố tục, giải oan trừ được các sao xấu sao ngũ hợp tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu xấu mọi việc sao nguyệt hỏa sáu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xe bếp sao độc hỏa sáu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xe bếp về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng chính bắc và sau đây mời các bạn đón xem từ với chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022 mời bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là dù bạn tuổi tý đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông, tý ngọa mạo dậu nhưng thái độ của bạn lại quyết định trong vận trình của bạn ngày hôm nay nếu như bạn rơi vào trạng thái có cảm giác như thế mọi thứ đang chống lại mình thì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi tuy nhiên nếu như bạn đối diện với mọi thứ bằng sức mạnh của tiếng cười sự lạc quan thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều và ngày này với bạn tuổi tí đây là ngày để cho bạn hành động nhanh và dứt khoát với sự chia trợ của chính quan trả mệnh. Cơ hội sẽ đến nhưng nó sẽ không tồn tại lâu. Vì thế với bạn tuổi tí nên có sự chuẩn bị và nắm bắt ngay khi nó xuất hiện. Sự chần chừ sẽ khiến cho bạn phải nối tiếc nữa. Còn nếu ai đang trong kỳ thi cử, ứng cử thì bạn cũng đừng quá lo lắng vì bạn là người luôn gặp may trong những kỳ thi cử và ứng cử đối bạn tuổi tí nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn đầu tý lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc và có thể là nguyên nhân gây cạn sợ cuộc sống hiện tại của bạn ở thời gian này. Vì vậy, với bạn thủ tí, hãy nâng cao về khả năng kiếm tiền của mình. Bằng các cách khác nhau, bạn đừng có ngồi đó mà đổ tội cho số phận bạn thủ tí nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đừng quá tự tin tự phụ về khả năng của mình tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy sự nóng vội chỉ để lộ những yếu điểm của bản thân tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa một số sự thật có thể gây mất lòng người khác tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ được hậu thuẫn nhưng chớ nên chủ quan tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc đừng tính toán quá chi ly vì bạn chẳng tránh được mọi việc và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 21 số 58 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc khá tường màu hồng màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi thân Từ vi tuổi xỉu thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi xỉu cho chúng ta thấy là bà tuổi xỉu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, xỉu ngọ tư hại. Cái điều này khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm khi với bà tuổi xỉu có thể đang trong cơn cuồng mua sắm, muốn vung tay một chút tuy nhiên bạn đừng quên rằng bạn đang trong điều kiện kinh doanh không được thoải mái cho lắm thế nên chặt chẽ và cẩn trọng một chút trong việc chi tiêu sẽ tốt hơn cho bạn trong thời gian này nhé và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Sửu nên nhớ rằng hãy lắng nghe những lời chia sẻ và cả những đóng góp từ bạn bè, người thân, họ có được những lời khuyên giá trị dành cho bạn trong thời gian này nữa. Bạn đừng có suy nghĩ rằng họ đang muốn phá bạn và bạn cứ suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như vậy, bản thân bạn là người phải chịu mệt mỏi mà thôi. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ hỏa tương sinh, cái điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cho bạn duy trì một số mối quan hệ đang dần rạn nứt với đồng nghiệp hoặc là bạn bè. Mặc dù đây không phải là thối quen của bạn, nhưng nó cũng cho thấy với bạn tuổi Sửu đang rất cố gắng và hẳn nhìn mọi người sẽ hiểu được thiện chí của bạn và sẵn sàng hỗ trợ cho bạn nữa nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim không nên giải thích quá nhiều vì không ai lắng nghe bạn tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nên cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa tâm trạng thất thường dễ đưa ra những quyết định sai lầm tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ ưu tiên các giải pháp an toàn nhất cho bạn và cho mọi người từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc con đường tình duyên trắc trở do sự cố cố chấp của bạn Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 77, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Ừ, vi tuổi Dần thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ cái điều này sẽ sôi đường trị lối cho bạn tử dần trong ngày hôm nay và bạn đã khéo léo hơn trong cách hành xử đặc biệt là đối với một nữ của mình vì vậy cái chuyện tình cảm của bạn nhờ đó mà được cải thiện một cách rõ rệt cả hai yêu thương và quan tâm chăm sóc cho nhau nhiều hơn mỗi ngày nữa rồi lại thêm trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ hỗ trợ cho mọi công việc của bạn trong ngày hôm nay được hanh thông hơn và với bạn tuổi dần có khả năng xử lý được vấn đề vô cùng là tài tình cho nên chẳng có điều gì có thể cản bước của bạn được cả với bạn tuổi dần bạn cũng nên học cách lắng nghe thêm sự góp ý của những người khác có như vậy thì kết quả công việc của bạn lại còn rực rỡ hơn nữa nhé Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần cũng đang gặp được ngày cũng ngũ hành tương sinh và đây là cơ hội để cho bạn mệnh tìm ra cách thức mới để cải thiện về tình hình tài chính hiện tại của mình. Có những sai lầm trong quá khứ, bạn cũng được sửa chữa khi có được sự giúp sức nhiệt tình của bạn bè, người thân xung quanh mình nữa đúng nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, hạnh phúc có được là nhờ bạn biết yêu thương bản thân mình. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, chẳng ai quyết định thay cho bạn cả, hãy tự tin vào chính bản thân mình nhé. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, công việc được hanh thông cũng là khi bạn chủ động với mọi vấn đề mình gặp phải. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, tình cảm bền đẹp khi ai cũng hiểu và thông cảm cho nhau từ với tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim hãy dành thời gian để chuẩn bị lên kế hoạch cho năm mới sắp tới của mình về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 22 số 69 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu điên màu trắng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mão, tuổi mùi. Từ với tuổi mão thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương phá. Các điều này làm cho cuộc sống của bạn trong ngày hôm nay xảy ra nhiều xáo trộn và ngày này với bạn tuổi mão có lúc bạn cảm thấy mất đi sự thăng bằng vì những thay đổi này việc này lúc đầu có thể bạn tưởng rằng là do hoàn cảnh nhưng ngậm lại bạn sẽ thấy phần nhiều là do chính bạn mà ra và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi mão lúc này là nên học cách thích nghi sẽ tốt hơn nhé và trong ngày này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ hỗ trợ cho công việc của bạn trong ngày hôm nay được hanh thông thuận lợi hơn có thể thấy với bạn tuổi mão đã hoàn thành được khá nhiều hạng mục công việc mà bạn đã đề ra từ trước đó cho nên bạn được mọi người nể trọng và cấp trên đánh giá cao về năng lực của bạn nữa nhé ngoài ra trong ngày này với ba tuổi mão lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh và đây là dấu hiệu cho thấy với bạn đang có được những tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm vì thế đối với những bạn đang còn độc thân hứa hẹn sẽ có được cơ hội để thoát ế nếu như bạn biết mở rộng lòng mình hơn cho người khác một cơ hội cũng như là cho mình cơ hội còn đối với những cặp đôi đang rất hạnh phúc khi cùng nhau bàn tới những kế hoạch đi xa hơn vào cuối tuần nữa nhé về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy suy tư quá nhiều khiến cho bạn mất đi cơ hội tốt. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa bạn đang tự gây ra rắc rối cho mình. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ không nên có tâm lý may rủi khi làm việc. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc cố gắng kiếm tiền dựa trên sức lao động của chính mình. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim nên chủ động sẽ ít gặp phải những rắc rối trong công việc và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 20 số 81 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu tím quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi giàu Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi thìn bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi thìn đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn có được cơ hội gặp người sẽ khiến cho bạn thay đổi quan niệm, suy nghĩ của mình về một số vấn đề nào đó mà bạn đang gặp phải. Hạn nhìn với bạn tuổi thìn, bạn hạnh phúc với điều này và sẵn sàng chuyển mình thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm riêng của mình nhé. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thổ họa tương sinh. Cái điều này cũng cho thấy công việc của bạn mệnh trong ngày hôm nay sẽ rất thuận buồm xuôi gió, không có chứng ngại nào đáng kể. Do đó với bạn tuổi Thìn, bạn nhớ là hãy tập trung để quản tăng tốc, hoàn thành mục tiêu đã đề ra từ trước đó. Còn về cái chuyện tình cảm của bạn cũng được thuận lợi khi bạn là người trung thủy, dù giàu sang cũng chẳng quên tình nghĩa vợ chồng nữa đâu và xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 3 tháng chạp năm Tân Sửu theo hại thượng là ông ngày này nhân thần ở cạnh trong đùi răng lợi bàn chân và gan vì vậy với bà tuổi Thìn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mộ xỉa châm chích ở các vị trí này trong ngày này với bà tuổi Thìn nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bác đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn hơn nhé về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa luôn cố gắng mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ công sức lao động của bạn được đền đáp xứng đáng từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc công việc tiến triển khá thuận lợi từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim học cách lắng nghe ý kiến của mọi người từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy cần chú ý trong chuyện chi tiêu chớ nên chiêu tiêu tiêu xài phung phí và đánh giá của bà tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi Thìn. từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang có được báo hiệu trong ngày hôm nay bạn có được cơ hội để cải thiện về mối quan hệ hiện tại của mình, kể cả trong công việc, đời sống tình cảm hay là các mối quan hệ với bạn bè. Và nhân khi có được tam hội giúp sức với bạn tuổi tỵ hãy cố gắng thể hiện sự thân thiện cởi mở của mình với mọi người để có thể có được sự yêu quý và chia sẻ nhiều hơn đến từ mọi người nữa nhé và ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ ngày này với bạn cũng đang có điểm báo sẽ có những tranh chấp không đáng có khi mà bạn đang gặp ngày có tỵ kim gây ra những cản trở trong công việc khiến cho bạn khó lòng hoàn thành được nhiệm vụ của mình lúc này với bạn tuổi tỵ nên tập trung vào giải pháp thay vì vấn đề mà bạn đang gặp phải sẽ tốt hơn nhé và ngày này, Xem Tử Vi cũng chỉ ra rằng đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa không nên coi mình là nhất xem thường mọi người xung quanh tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ cần trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc không nên đưa ra quyết định về đầu tư quá vội vã tử vi tuổi tan tỵ thuộc mệnh kim tinh thần làm việc nghiêm túc có trách nhiệm tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy không nên chi tiêu quá bừa bãi mới có thể tích lũy được cho mình và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm năm sao, con số may mắn số 25, số 92, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ với tuổi ngọ, thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022 với bạn tử ngọa bước sang ngày thứ tư này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tử ngọa đang gặp ngày có ngũ hành ngọ ngọ tự hình cái điều này cho thấy thời gian cuối năm âm lịch này với bạn tử ngọa đang có nhiều băn khoăn ở trong lòng có thể vì với bạn tử ngọa nhìn lại một năm vẫn chưa làm được nhiều việc như mong muốn hoặc là một số mục tiêu mà bạn đã đề ra chưa hoàn thành cho nên vẫn đang còn băn khoăn ở nhiều mặt trong ngày này với bà tử ngọ nếu như ai đó muốn bạn hỗ trợ cho họ, nhưng trên thực tế, khi bạn gặp ngày có kiếp tài, chiếu mệnh, chỉ ra rằng vấn đề mà họ đang gặp phải có thể là rắc rối mà tự bản thân họ nghĩ ra mà thôi. Thế nên với bà tử ngọa, đừng có căng thẳng hóa vấn đề, mà cũng đừng bận tâm quá nhiều tới quyết định, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi đó. Ngày này với ba tứ ngọ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này sẽ ảnh hưởng không hề tốt tới vấn đề sức khỏe của bản mệnh. Lúc này liệu pháp chăm sóc cho cơ thể và tinh thần tốt nhất đó chính là spa. Việc tận hưởng cảm giác thoải mái trong bồn tắm, được mát xa và chăm sóc toàn thân khiến cho bạn như được hồi sinh trở lại nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, vợ chồng bất đồng quan điểm nhưng không đáng lo ngại. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, tiểu nhân lợi dụng, dễ mất tiền hao của. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa cần phải xác định rõ khả năng của mình, đừng có đặt mục tiêu xa vời hơn. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ dễ làm mất lòng người khác, khiến cho môi trường làm việc trở nên căng thẳng. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nhận được sự thấu hiểu của người ấy. Vậy đánh giá của bà tử ngoại trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 24, số 95, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tốt Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có ngũ hành ngọa mùi hợp nhật nguyệt cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tốt đẹp hơn với bạn tuổi mùi đang có được góc nhìn tích cực hơn với những gì xảy ra với mình trong ngày nhờ thế mà thái độ của bạn mệnh rất hòa nhã vui vẻ dễ gần với tất cả mọi người nữa với bạn tuổi mùi, bạn là người cuồng công việc và bạn luôn tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất. Đôi khi, chính hành động, tham công, tiếc việc của bạn khiến cho bạn mệnh bị khủng hoảng và căng thẳng trầm trọng dưới sự tác động tiêu cực của thương quan gây ra nữa. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang lại cho bạn có được những tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm. Đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ được giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Bạn cũng cần phải thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ. Dù bình thường, bạn không thích chuyện mai mối, nhưng hãy cứ thử cho cả hai một cơ hội xem sao, biết đâu, đó lại là định mệnh của đời bạn thì sao vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim hãy tự tìm ra và thay đổi những tính xấu của mình tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nên mở rộng lòng mình với mọi người đừng quá mức sôi mối tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa quan hệ xã hội được tốt đẹp có được cơ hội gặp gỡ quý nhân tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không nên đẩy hết trách nhiệm cho nửa kia và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 76, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi tỵ Từ vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được những vận may liên quan tới vấn đề về tiền bạc để cho bạn tuổi thân có thể tìm thấy được cơ hội kiếm tiền cho mình và gia tăng thu nhập trong tương lai của mình nữa. Có thể chỉ là nhờ một lời chỉ dẫn của ai đó mà với bạn tuổi thân cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá cho mình nữa nhé và ngày thứ tư này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim họa xung khắc cái điều này khiến cho sức khỏe của bạn đang có chiều hướng đi xuống với bạn hoạt động tốt nhất để cho bạn giảm tải đi những căng thẳng cho bạn lúc này đó chính là đi bộ việc vận động này vừa giúp cho cơ thể của bạn khỏe mạnh hơn vừa làm cho tâm trí của bạn đầu óc bạn được thông thoáng hơn như vậy bạn có thể dễ dàng trở lại và hoàn thành một mớ công việc mà đang gặp rắc rối của chính bạn nhé và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 3 tháng chạp năm tân sửu ngày này theo nhị thập bát tú bạn tuổi thân nên thực hiện những công việc như là khởi công tạo tác xây cất về nhà cửa dựng cửa chỗ cửa nhập học đi thuyền làm thủy lợi tháo nước đào mương kiên cự những công việc như là cưới gã chôn cất lốt giường kết bạn và nếu như bạn tuổi thân có công việc cần phải xuất hành đi xa trong ngày hôm nay, bạn nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn hơn nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, chú ý hơn trong cách bày tỏa quan điểm của mình. tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, vận trình công danh sự nghiệp được suôn sẻ nhẹ nhàng. tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, chú ý trong khi giao tiếp sử dụng những từ ngữ nặng nề tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc nhận được tin vui trên phương diện tài lộc tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau Về đánh giá của bản tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 27 số 58 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc Cát Tường màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi tỵ, người tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi dậu bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có chính tài trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi sáng hơn. Với bạn tuổi dậu đang có được báo hiệu bạn sẽ có được nhiều nguồn thu nhập hơn trong ngày hôm nay. Thế nhưng, đây là ngày để cho bạn áp dụng kỷ luật trong nguồn quay của đời sống để hạn chế trong việc tiêu xài hoang phí, mua sắm theo tùy hứng của mình. Và với bạn tuổi giàu trong ngày này, để tiết kiệm được về tiền bạc, bạn cũng nên nghĩ xa hơn cho tương lai của mình khi xác định được mục tiêu rồi bạn sẽ không bị cán rõ bởi những sở thích nhất thời của mình vì thế bạn hãy lập ra những kế hoạch về tiền bạc cho năm tới thậm chí là vài năm tới của mình luôn đi theo đúng như kế hoạch của mình thì bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra nhé và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, rất có thể bạn sẽ bị áp lực về mặt cảm xúc. Điều đó làm cho bạn bớt đi sự tự tin, chủ động trong mọi hành động của mình ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Dậu cũng đừng để cho bất cứ công việc nào bị trì trệ vì chính những cảm xúc này gây ra. Bạn cần phải cố gắng tìm ra lối thoát cho mình càng sớm càng tốt vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy khả năng ứng biến tốt khi đối diện với những rắc rối tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa sẵn sàng gây gõ nội nóng với mọi người tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ được nhiều người khác giới để ý tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên giữ khoảng cách thích hợp với những người khác tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim thể hiện được quyền uy của mình được người khác nể trọng và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 63, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tốt cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có được nhiều niềm vui với bạn tuổi tuất có thể sẽ tìm kiếm được những niềm vui bằng những điều mà bạn yêu thích thực sự dưới sự chỉ dẫn của thực thần trợ mệnh đây là cơ hội để cho bạn khám phá và trải nghiệm thông qua việc tìm hiểu những giá trị mới của đời sống mà bạn thực sự cảm thấy hứng thú nữa nhé Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, các chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân sẽ có được một ngày ấm áp, hạnh phúc bên đối tượng mà bạn đang tìm hiểu khi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp nâng đỏ. Qua đường tình duyên của những cặp đôi, nhờ thế mà cũng được suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Hai người cảm thấy bình yên sau những sóng gió mà cả hai từng trải qua. Ngày này, xem tử vi cùng cho thấy với bà tuổi tuất đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này sẽ giúp cho sức khỏe của bản mệnh được cải thiện một cách đáng kể, đó là nhờ thói quen chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao của bạn được cải thiện trong thời gian dài vừa qua. Có những người còn tìm được bạn để cùng tham gia thể thao để có thêm động lực hơn cho mình nữa. Về từ vây tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa nên hỏi thêm từ những người có kinh nghiệm để tìm ra bước đi phù hợp cho mình. Từ vây tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang còn độc thân nhận được nhiều sự săn đón. Từ vây tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc không nên cố tình chia giấu những vấn đề mà mình đang gặp phải. Từ vây tuổi canh tuất thuộc mệnh kim thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Từ vây tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy chia sẻ những khó khăn với mọi người và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 34, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi hợi bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này sẽ làm cho gia đình, sự nghiệp của bạn sẽ có mâu thuẫn nhưng đó chỉ là một chút lệch pha nhỏ bé và với bạn tuổi hợi có thể sẽ dàn xếp được tất cả. Đây là ngày mà bạn tuổi hợi buộc phải học cách để thỏa hiệp thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của chính mình và trong ngày thứ tư này với bà tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy họa xung khắc cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc khi nói đến tiền bạc tốt nhất là với bà tuổi hợi nên chậm rãi và thận trọng hãy dành thời gian để suy nghĩ khi đứng trước bất cứ vấn đề lớn nào về tiền nong chớ nên vội vàng thiếu tính toán nếu không bạn sẽ đau đầu về tiền nong trong tương lai đó và ngày này với bạn tuổi hỏi, xem tử vi chỉ ra rằng hôm nay là ngày mùng 3 tháng chạp năm tân sửu theo nhị thập bát tú. Với bạn tuổi hỏi nên thực hiện những công việc như là khởi công, tạo tác, xây cất về nhà cửa, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương, kiên cự những công việc như là cưới gã, chôn cất, đóng giường, lốt giường và kết bạn. Nếu như trong ngày hôm nay với bạn tuổi hợi xuất hành đi xa thì nên ưu tư tin lựa chọn theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn được thuận lợi hơn. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, đánh giá của bạn có phần nôn nóng, dễ mắc sai sót. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, càng khiêm tốn, càng hạn chế được những rắc rối. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, hãy bỏ qua cho những sai lầm của ai đó, họa không cố ý. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, cách giải quyết vấn đề của bạn chưa thực sự tối ưu. Từ với tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, hãy biết lắng nghe nhiều hơn nữa. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 97, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào.